Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Hồ Cua Hu bị sập vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 23 tháng 5 vừa qua tại hồ chứa Cua Hu ở huyện Công Khê, tỉnh Hải Nam và tỉnh Thanh Hải, khiến 325 người chết, trong đó tìm thấy 285 thi thể, 40 người vẫn mất tích. 13 ngôi làng và 38 đơn vị tập thể thuộc sở hữu nhà nước ở thị trấn Thất Sát, thị trấn Cua Hu và thị trấn Cản Long bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong đó có 13 đơn vị đạt đến mức tàn phá, 521 hộ gia đình với 2.837 người nông dân, người chăn gia súc và công nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong mùa lũ năm nay, lượng nước đổ về nhiều, bắt đầu tích nước vào từ ngày 17, mực nước là 3.261 mét khối. Ngày hôm qua, mực nước hồ đạt 3.267 mét, bắt đầu thấm và thoát ra sau đập. Vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày hôm kia, một vụ tai nạn vỡ đập ở hồ chứa nước Dichu đã xảy ra. Trước khi đập bị sập, mực nước chứa được đo là 3.277,31 mét, cao hơn 0,3 mét so với nền của tường chắn sóng phía thượng lưu. Lưu lượng tối đa của trận lũ sau vỡ đập là 2.780 mét khối mỗi giây và lưu lượng lũ tối đa khi đỉnh lũ đạt đến thị trấn Cản Long lúc 23 giờ 20 phút là 1.290 mét khối mỗi giây. Lượng nước xả ra khoảng 2,68 triệu mét khối, cuốn trôi 50% thân đập, 13 ngôi làng và 38 đơn vị ở thị trấn Kugu và thị trấn Chabucha đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 153 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do đơn vị thi công gặp sự cố về chất lượng công trình ngăn nước tại điểm nối giữa sàn ngang phía thượng lưu của tường chắn sóng và điểm cuối của bản mặt thân đập tiếp nước, dẫn đến rò rỉ thấm nước ở thân đập. Đơn vị thiết kế không bố trí vành đai thoát nước dọc thân đập, đường ngấm thân đập bị nâng lên và dần bão hòa gây sập đập. Kính thưa quý vị, bão số 2 là một xoáy thuận nhiệt đới trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Bão số 2 được hình thành ở phía Bắc với tọa độ 25 độ Vĩ Bắc, là một trong số ít nơi có được Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan ghi nhận hình thành và phát triển thành bão mạnh. Đến 8 giờ ngày 20, dãy nhiễu động nhiệt đới tiền thân là bão số 2 đã quan sát được qua ảnh vệ tinh. Tâm của nó có tọa độ 25,5 độ Vĩ Bắc và 133,6 độ Kinh Đông. Vùng nhiễu động di chuyển về phía Tây và tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới. Và lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp đã đưa ra một cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới lúc 8 giờ sáng ngày 22. Trung tâm Cảnh báo Liên Hợp đã nâng cấp nó thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó được nâng cấp thành bão nhiệt đới do chịu sự áp chế của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Honshu, Nhật Bản, và sự ngăn chặn của áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam, sau đó nó di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Lúc 9 giờ 30 phút tối, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã đưa ra cảnh báo bão trên biển vào lúc 2 giờ chiều ngày 23. Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp nó thành một cơn bão vừa và một giờ sau đó đưa ra cảnh báo bão trên đất liền và vùng Đông Bắc và Bắc Đài Loan. Đến 12 giờ cùng ngày, áp cao bắt đầu mở rộng về phía tây nam chính tuyến của cơn bão, sau đó bão số 2 chuyển hướng tây nam, sau đó bão số 2 mạnh dần lên. Đến 2 giờ chiều ngày 24, tốc độ gió vùng trung tâm tăng lên 100 hải lý một giờ, tương đương 52 mét trên giây, trở thành một cơn bão mạnh theo tiêu chuẩn của Cục Khí tượng Đài Loan. Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, dữ liệu vệ tinh cho thấy cơn bão bắt đầu chuyển hướng về phía Tây Bắc và di chuyển về phía Tây. Sau đó, tâm bão đi qua vùng lân cận đảo Indomot và đảo Ishigaki ở Nhật Bản. Lúc 8 giờ ngày 23, bão số 2 đạt cường độ cực đại với tốc độ gió trung tâm là 110 hải lý một giờ, tương đương 57 mét trên giây. Sau đó, cường độ yếu dần khi tiến gần đến đảo chính của Đài Loan. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 24, bão số 2 đổ bộ vào thành phố Keelung và tiến về phía thành phố Đài Bắc dọc theo thung lũng sông Keelung với tốc độ 11 hải lý, tương đương 20 km/h, vượt qua kỷ lục trước đó với tốc độ tối đa của gió. Sau khi đi qua phía đông bắc của thành phố Đài Bắc, bão số 2 tiếp tục di chuyển gần như đúng hướng Tây và đi vào eo biển Đài Loan giữa Đào Viên và Tân Trúc lúc 9 giờ 30 phút tối hôm đó. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã dỡ bỏ cảnh báo bão đất liền. Lúc 10 giờ sáng, bão số 2 đã đổ bộ vào huyện Huyan, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từ bờ biển phía đông bắc của huyện Kim Môn.
lúc 4 giờ chiều, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan dỡ bỏ cảnh báo bão biển. Lúc 8 giờ tối, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi qua Tấn Giang và Long Nham. Sau đó, nó đi vào tỉnh Giang Tây và tan ở Quý Châu vào ngày hôm nay. Do gió to, mưa lớn, do bão số 2 mang đến, cộng với chiều cường thiên văn ngày hôm qua, mực nước chiều dâng cao hơn bình thường từ 1 đến 2 mét. Dưới sự tấn công của lũ và chiều cường, tình trạng ngập úng cục bộ ngày càng nghiêm trọng, thủy chiều cao nhất nằm trên đường cảnh báo. Tại tỉnh Phúc Kiến, 4 thành phố và 25 huyện bao gồm Ninh Đức, Phủ Điền, Tấn Giang và Phúc Châu bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tổng cộng có 27 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 821 ngôi nhà bị sập. Tổng cộng có 8.895 công trình bảo tồn nước bị hư hại, bao gồm 1.059 con đê, 354 cây cầu, 428 tàu và 844 mét khối gỗ. Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 311.000 ha, bao gồm 11.000 ha đất trồng hoa màu. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam vào đêm hôm qua, khiến ít nhất 10 người bị thương nhẹ, 2.805 ngôi nhà bị hư hại, 38.000 người phải sơ tán. Thật bất ngờ, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Sinh Quên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào chiều tối nay. Với cường độ lần lượt là 4,5 và 4,0 đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương và làm dấy lên những cuộc thảo luận lo ngại từ thế giới bên ngoài. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter đã xảy ra tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, tâm chấn tại tọa độ 25,35 độ Vĩ Bắc, 99,28 độ Kinh Đông vào lúc 11 giờ 27 phút đêm ngày hôm qua, với độ sâu tiêu cự 10 km, Maxi và những nơi khác cảm thấy rung chuyển. Một nữ cư dân thành phố Bảo Sơn tiết lộ với tờ tin tức Bắc Kinh rằng lúc đó cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng bị đánh thức dậy. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cô cảm thấy hai cú sốc. Các nhân viên phụ trách cứu hộ tại chỗ chỉ ra rằng tường của một số ngôi nhà ở thị trấn Thủy Trại đã bị nứt và một số con đường bị chặn do đá rơi. Sau trận động đất, những ngôi nhà bị sập và nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã điều động 603 người, 137 phương tiện, 30 chú chó tìm kiếm và cứu nạn, cũng như máy xúc và thiết bị dò tìm sự sống. Tính đến 13 giờ hôm nay, trận động đất đã khiến 10 người bị thương nhẹ, trong đó 9 người đã xuất viện, 1 người vẫn đang nằm viện theo dõi. Không chỉ có trận động đất ở Vân Nam, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Winsen, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 13 giờ 40 phút ngày hôm nay tại vị trí 28,1 độ Vĩ Bắc, 105,12 độ Kinh Đông với độ sâu chấn tiêu 8 km, Trùng Khánh, Thành Đô, Lạc Sơn và những nơi khác cảm nhận rõ sự rung chuyển. Trước đó, vào lúc 12 giờ 08 phút, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter cũng xảy ra tại huyện Sinh Quên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên với tâm chấn 10 km. Một người dân Jibin tiết lộ trận động đất không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Huyện Sinh Quên, nơi có tâm chấn cũng cử cảnh sát đi tuần tra, chưa phát hiện có tai biến nghiêm trọng cũng như thương vong. Sau trận động đất, các điểm danh lam thắng cảnh của Jibin đã khẩn trương sơ tán khách du lịch. Và có thông tin cho rằng một số khách du lịch đã bị mắc kẹt. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng khẩn trương phong tỏa các tuyến liên quan và đến 16 giờ chiều của ngày mới dần thông tuyến trở lại. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Vân Nam cho biết, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, đã có 796 cơn dư chấn tại khu vực bị động đất Yawan, Vân Nam. Theo người phụ trách Cục Địa chấn Vân Nam, trận động đất 6,0 độ Richter xảy ra ở Yawan vào 3 ngày trước và trận động đất 5,2 độ Richter xảy ra vào 2 ngày trước đều là những trận động đất trượt hoàn toàn. Về bề mặt đứt gãy chính và hướng phân bố của các dư chấn giống như trận động đất trước đó, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại Nhật Bản, Yawan về cơ bản giống nhau, cả hai nhất quán đều có xu hướng Tây Bắc, tức là đứt gãy Mawan King ở xu hướng Tây Bắc. Trong lịch sử, các trận động đất mạnh 7 độ Richter trên khối hình thoi Tứ Xuyên Vân Nam về cơ bản xảy ra ở vùng ranh giới của khối, nhưng trận động đất này xảy ra bên trong khối kiến tạo trung tâm Vân Nam và không có đứt gãy hoạt động sâu, rõ ràng tại vị trí của tâm chấn. So sánh các trận động đất mạnh 6,0 độ gần đây ở khối trung tâm Vân Nam, người ta thấy rằng chuỗi trận động đất Yawan mạnh 6,0 độ tương tự như chuỗi trận động đất mạnh 6,1 độ tại ngã ba Panjinhua và Huli vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái. Đội động đất mạnh của Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam tại địa điểm động đất phía trước Yawan hiện đang tiến hành khôi phục dữ liệu và kiểm tra bảo trì thiết bị trên 5 trạm quan sát di động động đất mạnh. 5 thiết bị đã thu được các dư chấn mạnh 5,2 độ và 4,6 độ xảy ra vào ngày hôm kia. Theo thông số kỹ thuật của thiết bị, tất cả các thiết bị đã được hiệu chỉnh lại.
đồng bộ hóa thời gian GPS và kiểm tra trạng thái làm việc bình thường của thiết bị đã được thực hiện tại chỗ. Tổ công tác đã xử lý dữ liệu thu được. Tính đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, 5 quan trắc viên dòng chảy chuyển động mạnh đã thu được tổng cộng 225 bản ghi. Trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào lúc 14 giờ 28 phút ngày 22 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh. Tâm chấn nằm ở Vân Xuyên, A Ba Tạ và khu tự trị dân tộc Kiang, tỉnh Tứ Xuyên, thị trấn Jing Shu tại vị trí 31,0 độ Vĩ Bắc, 103,4 độ Kinh Đông. Theo dữ liệu sửa đổi của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất ở Vân Xuyên là 8,0 độ Richter. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng Nhật Bản, sóng địa chấn của trận động đất ở Vân Xuyên đã được xác nhận là đã quay quanh trái đất 6 lần. Trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích Trung Quốc và nhiều quốc gia và khu vực ở châu Á. Trận động đất có thể cảm nhận được ở các khu vực xa như Nội Mông ở phía Bắc, Thượng Hải ở phía Đông, Tây Tạng ở phía Tây, Hồng Kông và Đài Loan ở phía Nam. Ngoài Trung Quốc còn có Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Nhật Bản cũng cảm nhận được. Trận động đất ở Vân Xuyên đã tàn phá nghiêm trọng một khu vực rộng khoảng 500.000 km2, bao gồm 10 quận trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, 41 quận trong khu vực bị ảnh hưởng tương đối nặng nề và 186 quận trong vùng thiên tai chung. Tính đến tuần qua, trận động đất ở Vân Xuyên đã giết chết 69.227 người, 17.923 người mất tích, 374.643 người bị thương ở các mức độ khác nhau và 19.930.300 người mất nhà cửa. Tổng dân số bị ảnh hưởng lên tới 46,256 triệu người. Từ đến nay, trận động đất ở Vân Xuyên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp là 845,14 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất này là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất, phạm vi rộng nhất, thiệt hại nặng nề nhất và là trận động đất giảm nhẹ thiên tai nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.